Nhờ vào nền tảng hộp mật thực tế ảo Senseo, ban tổ chức đã xây dựng không gian sự kiện dưới dạng 3D, tái hiện cảm giác của các buổi triển lãm ngoài đời thực. Nhờ đó, người tham dự có thể tạo nhân vật đại diện, mời bạn bè tham gia, thoải mái di chuyển và thăm không gian, cũng như chiêm ngưỡng các tác phẩm tranh trong chiến dịch không thiết yếu. Nói thêm về project không thiết yếu thì đây là một bộ bưu ảnh minh họa đời sống văn hóa lịch sử Việt Nam. Ví dụ như là tranh vẽ Lý Thường Kiệt với bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư của mình. Tranh vẽ Bà Triệu của họa sĩ Cô Z. Tranh vẽ Đinh Bộ Lĩnh của họa sĩ Đỗ Thái Thanh. Dự án không thiết yếu được khởi xướng bởi họa sĩ Ấm Chè và đội ngũ Việt Sử Kiêu Hùng, quy tụ nhiều tác phẩm tranh về đề tài lịch sử, văn hóa Việt Nam. Trong đó, các tác phẩm của họa sĩ Thành Phong, nhóm Việt Sử Kiêu Hùng, họa sĩ Đỗ Thái Thanh được mở bán dưới dạng postcard và toàn bộ doanh thu hỗ trợ các quỹ chống dịch. Senseo là một cái không gian triển lãm ảo, trong đó là các tác phẩm và không gian triển lãm được 3D hóa. Mọi người có thể nhập vai vào những cái nhân vật để tham dự vào trong những cái buổi triển lãm đó. Đấy là cũng là một cái phương tiện rất là hay. Với nền tảng Senseo thì tụi mình muốn đem công chúng đến gần với hơn với những cái tác phẩm nghệ thuật, với những sản phẩm nghệ thuật bằng một cách trực quan và sinh động nhất. Thì đó là điều mà Senseo mong muốn truyền tải và sẽ luôn cố gắng để có thể đạt được cái mục tiêu đó. Ngoài việc lan tỏa giá trị nhân đạo, triển lãm còn truyền đến năng lượng tích cực, tạo niềm vui và giúp mọi người trải nghiệm nghệ thuật một cách thú vị trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh. Đặc biệt là những người ở xa hoặc ít có thời gian đến trực tiếp với triển lãm.